Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay giới thiệu cho anh em cái bộ ba này siêu hấp dẫn luôn, là một cái ba ga mũi, một cái ba ga bảo vệ đèn đuôi, rồi cái ba ga giữa. Thì thường thì ba ga giữa được mua nhiều nhất. Thì cái bộ này anh em, thứ nhất là nó rất là dày, dày dặn cực kỳ, nó rất là nan, rất là to này anh em thấy không? Nan nó là bằng cái ngón tay mình luôn này. Đó, rất là to. Thứ hai á là cái màu đen của nó không phải là sơn nha anh em nha. Anh em lưu ý nó không phải là sơn mà nó là một cái sắt và nó được bọc một cái lớp phủ cao su đen phía bên ngoài. Cho nên là cái độ chống trời xước của nó cũng như là cái độ bền của nó cực cao luôn. Tại vì anh em biết rồi, sơn thì nó sẽ bị chóc sơn. Nhưng mà cao su thì nó không có chóc, nó cũng chả trời được luôn. Cho nên là nó rất là bền. Đó, một cái màu cao su thì nó cũng bị phai giống như là sơn. Sơn thì lâu ngày nó sẽ bị phai màu đen đúng không ạ? Còn cái màu cao su thì nó sẽ đen, nó đen hoài luôn, không có phai màu. Cho nên là phải cực kỳ là ok với cái bộ này luôn. Thì cái mức giá mình bán là 160.000 một món nha. Nếu đó là giá anh em mua lẻ. Còn nếu như anh em mua một bộ 3 món hoặc là một cái mà ba sản phẩm luôn. Ví dụ như mua 3 cái này hoặc là mua lần 3 cái này, hoặc là mua 3 cái này hoặc là mua 2 cái này một cái kia, thì mình sẽ bán là 150.000 một cái nếu như anh em mua một lần 3 sản phẩm nha. Đó, thì mức giá là 160.000 một cái cho lẻ nha anh em. Thì đây, anh em thấy không, cái ba ga nó nè sẽ có cái lớp phủ cao su bên ngoài, cái nan rất là dày luôn. Đây này, cái nan nó anh em nhìn này, gần một ngón tay mình luôn này, thấy chưa? Rất là dày dặn luôn, rất là đẹp. Đó, mà ở giữa nó có cái kẹp chuột nữa này. Đây. Đó, giờ kẹp đồ anh em. Thì nói thật với anh em á, là cái này á, là mấy cái xe rim anh em không có cái bộ này á, thì nhìn cái xe nó cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng anh em xem, anh em bỏ cái bộ này vô á, nó thật với anh em luôn, nhìn nó cứng xe cực kỳ, nhìn cái xe nó rất là cứng cáp, nhìn cái xe nó rất là đẹp, và nhìn cái xe nó cực kỳ gọi là đúng chất xe xưa luôn. Đấy, rất là đẹp luôn em, tại vì bộ này là cái bộ mà dạng ngày xưa người ta hay lắp mà. Đó, thì nó rất là đẹp luôn. Cho anh em coi cái ba ga mũi này, mẹ nó dày khủng khiếp luôn này, nhìn này. Anh em nhìn cái nan của nó dày cả bằng ngón tay luôn, dày kinh khủng lắm nha, cứng cực kỳ luôn, lắp là chuẩn ngay, ăn ngay nha anh em. Rim thái hay super đều lắp được. Còn rim lùn thì anh em lưu ý là chúng ta chỉ lắp được cái ba ga trước và cái ba ga giữa thôi. Còn cái ba ga bảo vệ đèn đuôi là gắt không có vừa nha. Tại vì rim lùn nó bảo vệ đèn đuôi, cái đuôi nó sẽ khác, cho nên lắp không có vừa. Rim lùn là mình chỉ lắp được cái trước và cái giữa thôi, cái sau lắp không vừa. Còn rim thái và super là mình lắp vừa hết luôn. Thì thật với anh em là cái này rất là đẹp và nó chất lượng, mình lựa cái loại này là cái loại dày nhất cho anh em rồi. Cho nên là mình về mình xài á là mình không có phải lo về cái vấn đề mà nó có đạt hay không, tại vì á đạt đã tuyển cho anh em hết rồi. Cho nên là về là mình chỉ có vô xe mình xài thôi, cực kỳ ưng ý luôn. Mình khẳng định luôn nha, cái này á anh em vô xe rất là cứng xe và nhìn cái xe anh em nó ra chất zin cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thì anh em nào chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ với đạt. Giá của một cái là 160, còn lấy nguyên bộ là 450 nha.